Hãy sám hối và tin và tin mừng. Anh chị em nghe quen cái lời mời gọi này lắm rồi. Và trong thánh lễ hôm nay thì cùng với lời mời gọi đó của Chúa Giêsu, Hội Thánh cho chúng ta nghe bài đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Jonah. Tôi muốn dựa vào sách Tiên tri Jonah này để chúng ta suy nghĩ về sự sám hối mà Chúa mời gọi, nó có nội dung làm sao. Thế bây giờ mời anh chị em nhớ lại bài đọc thứ nhất. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah rằng: hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho người. Chúa sai tiên tri Jonah đi giảng ở thành Ninive. Ông có đi không? Ông ấy đi chứ, nhưng mà thay vì ông đi Ninive thì ông ấy đi taxi. Nói cho nó cụ thể, ví dụ như là tiên tri Jonah đang ở Mỹ Tho, Chúa sai bảo đi ra Hà Nội giảng cho ta. Ông không đi Hà Nội, ông đi Cần Thơ. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà mình phải đặt ra đó là tại sao vậy? Tại sao mà Chúa sai đi một nơi thì ông ấy lại đến một chỗ? Có phải là bởi vì ở ngoài Hà Nội, ngoài Ninive đó nó rét quá không? Hay là đường xa quá không? Hay là sợ người ta không nghe mình giảng? Không phải đâu. Nếu anh chị em đọc tiếp câu chuyện của tiên tri Jonah, anh chị em sẽ thấy cái lý do nó sâu xa hơn nhiều. Sở dĩ Jonah không chịu đi Ninive là bởi vì Ninive là thủ phủ của đế quốc Assyria. Và đế quốc Assyria là một đế quốc nó đã từng xâm chiếm đất nước Israel của ông ấy và đã từng bắt người dân Israel đem đi lưu đày. Thế mà bây giờ nó phạm tội, Chúa lại bảo ông ấy đi giảng cho nó để nó ăn năn trở lại, để nó được sống thay vì phải chết, nhất định không đi. Cái lý do mà tôi mới nói đó, mình phải đọc hết cái câu chuyện tiên tri Jonah thì mình mới thấy rõ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cứ trở lại với câu chuyện. Bài đọc mà anh chị em nghe đó là người ta trích từng câu cho nên mình không thấy nó nối kết. Jonah không chịu đi Ninive như Chúa sai đi. Nhưng mà làm sao mà trốn Chúa được? Ông có chạy đằng trời, Chúa tóm cổ đưa về lại Ninive, bắt đầu đi giảng. Thành thử ra ta đọc tiếp cái bài này thì sẽ thấy Jonah đứng dậy và đi Ninive như lời Chúa phán. Và ông ấy giảng rất là hiệu quả. Sách bài đọc thứ nhất ghi rõ ràng: dân Ninive tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn đến trẻ nhỏ. Giả như bây giờ có một linh mục mà được Chúa sai đến một thành phố lớn để giảng, và ông ấy giảng tốt quá đi, cho nên sau bài giảng đó là người ta xếp hàng, người ta đi xưng tội, người ta ăn năn sám hối, người ta trở lại với Chúa. Thế tôi hỏi anh chị em, có mừng không? Nó mừng quá đấy nhá. Mà ông Jonah thì ông có mừng không? Không những ông không mừng mà ông lại còn tức tối với Chúa nhá. Cái lạ đó là chỗ đó. Ông ấy giận dỗi với Chúa. Và khi mà Chúa hỏi thì ông bảo là con biết ngay mà, Chúa là đấng từ bi, giàu lòng thương xót, nhân ái, không có muốn phạt ai hết. Con biết vậy cho nên con đã trốn đi taxi từ đầu mà Chúa lại lôi cổ con về đây. Lúc đấy Chúa mới lại dạy cho ông một bài học. Tiên tri Jonah ông đang dựng cái lều ở phía bên ngoài thành, ngồi nghỉ ở đó mà trời nắng chang chang. Chúa mới cho một cây thầu dầu nó mọc lên, nó phủ bóng mát.
ông sung sướng quá. Qua đêm hôm sau, Chúa cho một con sâu nó cắn vào cái cây thầu dầu, thế là nó chết. Mà trời lại nắng chang chang, thế là ông Jonah ông lại bực bội, ông khó chịu. Lúc đấy Chúa mới nói với Jonah: nhà ngươi thấy không, cái cây thầu dầu này ngươi đâu có làm đến nó, ngươi đâu có vất vả chăm sóc nó, vậy mà khi mà nó chết thì ngươi bực bội khó chịu. Thế còn ta đây này, ở trong thành Ninive kia là cả 120.000 con người không biết lẽ phải lẽ trái, ta nỡ lòng nào mà ta hủy diệt chúng. Lúc đấy Chúa mới dạy cho Jonah một bài học, để thấy ông ấy bực bội, ông ấy nhỏ nhen, ích kỷ như thế nào, và thấy được cái tấm lòng của Chúa nó bao dung, đại lượng, rộng rãi làm sao. Anh chị em nhớ câu chuyện Jonah như thế. Thế bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi: dân thành Ninive có cần phải ăn năn sám hối không? Chắc chắn là cần rồi. Và thực sự là họ đã ăn năn sám hối. Cả thành công bố lệnh ăn chay, mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Nhưng mà câu hỏi thứ hai mới quan trọng: thế ông tiên tri Jonah có cần phải sám hối không? Ông ấy đi giảng cho người ta thì ông có cần phải sám hối không? Rõ ràng là cần chứ còn gì nữa. Ông phải sám hối là bởi vì ông ấy vẫn giữ cái cách nhìn, cách nghĩ, cách hành xử của mình. Và ông ấy bắt Thiên Chúa cũng phải nghĩ, phải nhìn, phải hành xử như ông ấy. Ông phải sám hối để bỏ cái cách nghĩ cũ kỹ đi, để bỏ cái tấm lòng chật hẹp nhỏ nhen đi, phải mang lấy cái tấm lòng của Chúa, tập nhìn mọi sự, nhìn mọi người bằng cái ánh nhìn của Chúa. Sám hối là như vậy đấy. Sám hối có một ý nghĩa sâu xa là Chúa mời gọi chúng ta phải thay đổi tận bên trong cái tâm thức của mình, cái não trạng của mình, cái cách suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình để nên giống Chúa hơn. Hiểu như vậy thì tất cả chúng ta, anh chị em cũng như tôi, tất cả chúng ta đều cần phải sám hối. Cái câu chuyện về các môn đệ mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi ở trong bài Tin Mừng là một minh họa cụ thể. Những môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi: Simon, Andre, Gioan, Giacobbe. Và khi được Chúa gọi, anh chị em thấy không, họ quyết tâm theo Chúa. Cụ thể là họ sẵn sàng từ bỏ những người thân yêu nhất là người cha, người mẹ của mình để đi theo Chúa. Họ sẵn sàng từ bỏ cái nghề nghiệp quen thuộc, con thuyền, cái lưới, và bỏ ngay lập tức. Thánh Marco kể rõ ràng này, ngay lập tức, chứ không phải là ngồi đâu mà tính toán mà suy đi nghĩ lại đâu, ngay lập tức. Cho nên là theo Chúa với tất cả quyết tâm. Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp sách Tin Mừng, anh chị em sẽ thấy không ít lần Chúa Giêsu trách mắng các môn đệ. Trách mắng là bởi vì các ông vẫn cứ nhìn mọi sự theo cái kiểu của loài người, chứ không nhìn như Chúa nhìn. Và cuối cùng, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, hầu hết các môn đệ bỏ chạy, trốn hết. Như vậy là làm sao? Như vậy có nghĩa là dù các ngài đã quyết tâm theo Chúa như thế, nhưng các ngài vẫn phải thường xuyên sám hối, thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách ứng xử của mình để nên giống Chúa Giêsu hơn. Thưa anh chị em, chúng ta cũng vậy thôi. Dù là giáo dân, tu sĩ hay là linh mục, giám mục, tất cả chúng ta đều cần phải sám hối.
Bởi tuy là mình đã tin vào Chúa đấy, đã đi theo Chúa đấy, nhưng mà cách nghĩ của chúng ta, cách nhìn, cách hành xử của chúng ta vẫn còn xa Chúa lắm. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho nhau để được cái ơn khiêm tốn, nhìn nhận những thiếu sót. Không phải lúc nào là mình phạm tội thật là nặng như cướp của giết người thì mới cần sám hối đâu, mà trong cuộc sống hàng ngày, xin Chúa cho chúng ta được cái ơn khiêm tốn, nhìn ra những thiếu sót, những khuyết điểm của mình và can đảm để mà sửa chữa, để mỗi một ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Amen.